với kênh của Hà San TV. Và mình là Hà San này. Các bạn ơi, các bạn có tin vào sự tồn tại của người ngoài trái đất không? Còn Hà San ấy, thì Hà San cực kỳ tin. Bởi vì sao? Bởi vì Hà San cũng có những người bạn ở ngoài hành tinh kia. Các bạn biết không, bạn Hà San ấy hẹn Hà San là trước Tết cơ, là xuống đây ăn Tết cùng với nhà Hà San đấy. Nhưng mà qua Tết rồi đợi mãi mà cũng không thấy các bạn ngoài hành tinh đâu cả. Và Hà San đã biết lý do vì sao các bạn ngoài hành tinh lỡ hẹn với Hà San rồi. Bởi vì UFO của các bạn đấy đã gặp sự cố ngoài trái đất và sau đó rơi vào trang trại của những bác nông dân cực kỳ xấu xa. Trời ơi, các bác nông dân đấy á, tưởng là các bạn mình là quái vật, nên là nào thì giết, nào thì đâm, nào thì chém. Ui, kinh khủng luôn. Và bây giờ các bạn đấy đang cầu cứu Hà San. Hà San sẽ phải đi giải cứu các bạn ngoài hành tinh. Và nếu các bạn thấy video của Hà San hay thì đừng quên cho Hà San một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Bây giờ hãy cùng Hà San đi giải cứu các bạn ngoài hành tinh thôi. Ôi dồi ôi, trang trại này rộng quá các bạn ạ. Thử nhìn xung quanh mà xem. Wow, nhiều nhà thế. Ui, đám cháy ở đằng kia kìa. Ai dập lửa đi chứ. Ui, các bác nông dân ui, cầm cả kiếm. Trời ơi, cầm kiếm. Một người bạn màu xanh lét của mình đang bị trói chân này. Trời ơi, ở trên hành tinh của các bạn ấy đói ăn hay sao ấy, nên là các bạn ấy gầy còm như thế đấy. Thế chẳng phải bị các bác nông dân các bác đấy túm một phát dễ dàng. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, chọc hết gà là chọc hết gà, bật lông gà. Trời ơi, các bạn mình bị nấu luôn. Ui trời ơi, cái thằng màu vàng này còn bị nướng nữa cơ. Trời ơi, kinh quá là kinh. Trời ơi, bị nướng này rồi bị nấu lên thành món súp cơ. Ui, con chó. Có con chó ở đằng này. Trời ơi, con chó của các bác nông dân chắc chắn là rất dữ tợn. Ui, không biết nó có cắn không nhỉ. Cái gì đây? Vàng bạc kho báu gì đây không biết. Ui, nhiều vàng bạc kho báu thế. Lấy luôn. Yeah. Nhìn này. Ở đây có mẩu xương này, vứt cho con chó. Chắc chắn là con chó sẽ rất thích ăn xương. Vứt xương cho chó luôn. Ăn đi. Ta đá đít cái phát. Đá đít đá đít. Đá đít cái. Thôi phải ra cứu bạn ngay. Không là chẳng may muộn mất. Bạn mình nhá, chẳng may bị nướng chín cái thì cũng không ăn thua. Lấy thùng nước này đã. Dập lửa. Đấy nhá, giải cứu cho nhá. Trời ơi, cái anh bạn thiện trang. Lên là lên là lên là lên. Lên là lên là lên là lên. Lên nóc nhà là bắt con gà. Lên nóc nhà là bắt. Trời ơi, bị bắn à. Ôi ôi. Trời ơi, ba bác nông dân này đang bắn bạn của mình. Ôi các bạn ơi. Ôi, khổ thân đấy. Bắn thế này á, chắc chết mất. Ui, bên này còn có một con chó. À, có con voi. Trang trại này rộng lớn thật đấy, có con voi to đùng thế này. Mà sao không nhốt vào chuồng nhỉ? Sao cứ thả rông thế nhỉ? À, nhốt vào chuồng thì làm chuồng nào để nhốt được chứ? Chắc là nhốt trong nhà. Đần tân 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 tân. Xem nào. Mình đứng đến đâu con voi? Mình đứng đến đuôi con voi luôn. Chết quên, phải đi giải cứu bạn mình chứ. Các bác nông dân ơi, sao các bác lại hãm hại bạn cháu? Các bác ơi, sao các bác lại hãm hại bạn cháu hả? Các bác ơi. Úi giời ơi, chưa kịp nói gì. Hóa ra ấy, mình chưa kịp nói gì luôn. Các bác này đã cầm cái xẻng đập cho mình phát. Thế là mình lăn quay ra rồi. Các bác này dữ dằn quá. Thế nên ấy, mình không thể dùng cách đấy được. Không thể đàm phán hòa bình được. Phải làm cách nào đấy để các bác ấy không nhìn thấy mình. Các bác không đánh mình. Không, các bác đấy cho mình một xẻng mình chết luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình gầy như thế này. Ra đây xem có gì. À, ném pháo cho con bò. À, con voi. Ôi, cẩn thận nó lao vào người. Con voi nó sổng chuồng rồi. Các bác chạy đi. Chạy đi thôi. Thế là bây giờ mình có thể ra cứu bạn mình rồi.
ra cứu bạn mình thôi. Đấy nha, tí nữa chúng mày phải cảm ơn tao đấy nha, biết chưa? Tan 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 tan, giải cứu rồi, thoát rồi, sướng không? Nhảy múa thôi. Lên là lên, trời là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con cả, mũ rơm này. Ôi dồi ôi, lần này các bác nông dân nha, nhốt bạn mình vào cái lồng. Ui, họ đang họp. Có nhiều bác nông dân đấy, ít nhất ở đây có 5 người. Họ đang họp nói về vấn đề gì nhỉ? Chắc là vấn đề nên xử lý người ngoài hành tinh như thế nào đây mà. Ôi, họ ghê gớm thật đấy. Trời ơi. Ui, ở đây có đống lửa này cháy từ nãy đến giờ luôn. Không ai chịu ra dập lửa này nhỉ? Ui, có cái gì sáng sáng này? Có cái gì đây nhỉ? Cái gì đây? Không biết là cái gì. Lấy luôn. Trời ơi, có bác nông dân ra đây này. À, là khẩu súng. Bây giờ mình bắn bác nông dân đấy, để cho bác đấy bị ngất đi. À, bác đấy không ngất mà bác đấy nhảy múa điên cuồng. Bác cứ nhảy đi. Bác ơi, bác cứ nhảy đi. Xem bác nhảy đẹp không. Ui, bác ấy nhảy mệt quá, bác ấy lăn đùng ra ngã rồi. Đây này. Trời ơi, ngã luôn. Bây giờ mình sẽ phải đi cứu bạn mình thôi. Trời ơi, bạn ơi là bạn. Bây giờ đông người ở trong đấy thế, lại có cái gì sáng sáng tiếp này. Úi, sáng sáng, lấy luôn. Lấy luôn. Ui, các bạn nhìn thấy qua cửa sổ không? Ở ngoài cửa sổ nhìn vào đây này. Các bác nông dân, đây này, ngoài cửa sổ nhìn vào, các bác nông dân đang họp bàn. Ơ, rõ ràng là nãy là có 5 người, mà tại sao bây giờ ở dưới ghế dưới không thấy ai luôn này, có mỗi một người đang nói chuyện ở trên thôi. Hay là mắt mình hoa, hay là đấy là những bóng ma nhở, sợ thế. Trời ơi, cái trang trại quái dị này. Mở cửa, đi vào xem nào. Mở cửa, cậy nhanh lên, nhanh lên. Các bác đấy bắn đánh mình không? May quá các bạn. Các bác đấy chạy đi đâu chứ không phải là đánh mình. Trời ơi, mình cứ tưởng là các bác đấy ra, bác đấy tán cho mình một gậy thì mình chết toi luôn. Ra tâm sự với các bạn mình một tí nhá. Ôi giời ơi, ông ơi là ông màu tím ơi là ông màu tím, ông sợ quá à. Cháu sẽ giải cứu ông ngay, khổ thân ông quá. Trời ơi, người đã còi rồi lại bị nhốt trong này nữa, chắc là họ không cho ăn uống gì đúng không nào. Còn anh hải tặc này nữa, anh làm gì đấy, anh che mặt à? Ôi giời ơi, anh xấu hổ à? Thực ra cái bạn hải tặc này á, ở trên hành tinh mình á, là minh tinh điện ảnh đấy. Minh tinh điện ảnh ngoài hành tinh còi. Còn đây bạn này là nhân vật này của chúng ta, đó là Tắc Kè Hoa. Bạn này ở trên hành tinh mình làm nghề trộm cắp. Trộm cắp vặt và đi tù nhiều lần rồi nên bạn có vẻ như không sợ lắm. Mở khóa ra đi. Yeah, nhảy. Oppa. Oppa. Pháo hoa tung trời. Không biết pháo hoa đâu ra nhỉ. Ôi, lần này là bị treo ngược người lên. Tài nhở. Mình đã giải cứu bao nhiêu lần rồi, thế mà thế nào lại rơi. Ở trên này. Ở trên này còn có con chó đang đuổi ông mình. Trời ơi, con chó đang đuổi ông mình. Trời ơi. Đây, các bạn nhìn thấy đâu? Ở trên nha, các bác nông dân này lắp hẳn camera luôn ấy. Chắc là bị trộm nhiều lần rồi nên là mới lắp. Camera này mình phải tránh xa ra, không được đến gần camera đâu. Ôi, mình đã bảo mà mình phải tránh ra cơ mà. Tránh ra. Con chó này. Ê, con chó này ở đây đang ăn cái gì đây này? Chắc là nó ăn cái gì đấy. Các bác nông dân ở trên kia, ném đá. Sao các bác nông dân lại độc ác thật đấy nhỉ? Cậy to con nên là độc ác mới lại những bạn ngoài hành tinh còi nhỏ bé như mình à? Bây giờ mình sẽ làm gì với con chó này đây? Mình sẽ sử dụng siêu năng lực của mình để biến con chó thành một con vật khác để dọa các bác nông dân. Biến thành con gì đấy? Biến thành con sư tử.
Bây giờ con sư tử đã nghe lời mình rồi. Đi, đi sư tử ơi. Sư tử ơi, các bác nông dân ơi, ta đến đây. Con sư tử đâu? Ra, cắn các bác nông dân. Ôi, các bác nông dân vẫn đứng đấy, không quan tâm. À, sợ quá chạy. Nhìn thấy con sư tử sợ quá chạy. Mà mình nhá, có siêu năng lực như thế rồi, tại sao không cứu bạn mình bằng một cái búng nóng tay đi nhỉ? Lại cứ phải mất công thế nhỉ? Lần này là một người bạn mình bị làm sao thế này đây? Treo giữa hòn đảo luôn à? À không, chỉ hồ. Có con cá sấu siêu to khổng lồ. Trời ơi, con cá sấu dã man không? Con cá sấu đang làm gì đây? Ui, nó ăn hẳn một con voi. Vô lý nhỉ? Ở đây á, thế nào chứ? Còn rõ ràng ấy. Trời ơi, các bác nông dân này độc ác thật ấy. Mình đã nghiệm ra rằng bác nông dân đấy ý, nhảy như thế á, là mình sẽ không cứu được các bạn của mình nữa. Vì thế nên là mình sẽ nghĩ cách khác đi. Ui, bác nông dân đi ra chỗ mình rồi. Trời ơi, có cái gì đây? Lấy thịt của con chó này. Óng ánh là lấy hết luôn. Sao làm gì nhỉ? Làm gì đây? Ta làm gì đây? Đứng ra giữa hồ này ngắm cảnh cho nó mát. Ha ha ha. Bác nông dân kìa. Bác nông dân ơi, cháu đây này. Ha ha. Bác ra chỗ mình rồi. Sợ quá, mình phải chạy cứu bạn mình luôn. Luôn và ngay. Đây, mình sẽ ném thịt vào trong hồ này cho con cá sấu. Nó bơi lấy miếng thịt đấy luôn mà quên bạn mình nha. Tí nữa là nó lấy bạn, bắt bạn mình luôn đấy. Cứu bạn mình thôi. Cứu, cứu, cứu. Đây, ta cứu đây. Dèm chà chà. Lên là lên là lên là lên. Lên là lên là lên là lên. Lên nóc nhà là bắt con gà. Ôi giời ơi. À, ông mình đây này. Trời ơi, ông mình đây này các bạn ơi. Ông mình nha, mặc quần áo rất là buồn cười luôn. Ông mình rất là đồng bóng. Ui, có bác nông dân này. Ui, bác ơi. Bác nông dân ơi. Bác nông dân ơi. Chỉ cần là bác đấy không nhìn vào tầm mắt của bác đấy nên là sẽ không bị phát hiện ra đâu. Bây giờ mình sẽ phải làm gì để giải cứu ông mình đây? Có cái xe này. Có cái xe, có cái xe. Cái xe. Ui, mình lại chạy đi đâu này? Chạy ra ngoài rồi. Trời ơi, chạy quanh vòng cái cây này xem nào. Chạy vòng quanh cái cây này xem nào. Có cái xe này, mình sẽ trèo lên xe cho cái xe này nó hoạt động đi. Để các bác ấy chạy theo cái xe này, đuổi theo cái xe này đi. Lái tự động cho xe. Xe dùm dùm. Đi đi. Yeah. Thế là các bác ấy tưởng là xe hỏng nên các bác ấy phải đuổi theo rồi. Ông ơi, trời ơi, các bác này á, độc ác thật đấy. Chế tạo ra những cái mà kiểu như là bàn xoay dao như này á. Sợ thật, may quá có cái khúc gỗ kia. Nên là chắn không ông nội mình á, tan xương nát thịt lâu rồi. Cháu đã bảo ông rồi, mặc cái áo màu vàng làm gì. À đâu, đây là không phải mặc áo. Ông mình thực ra là chỉ quấn cái khăn thôi. Còn da ông mình là như tắc kè hoa như thế này đấy các bạn ạ. Trời ơi là ông. Thôi được rồi, con sẽ cứu ông. Ông ơi là ông ơi. Chết đấy. Ông, ôi dồi ôi, ông nhảy trên đấy á, ông xuống đi. Nhảy ở trên đấy á, chẳng may cái khúc gỗ đấy nó rơi ra cái là ông vào thành thịt xay luôn ấy. Còn bên này á, một người bạn của mình màu hường bị treo cổ. Trời ơi, khổ thân thật đấy. Các bác nông dân ở đây nghĩ ra thật lắm trò. Trời ơi. Trời ơi, mình ở xa thế này nhá. Vừa có camera, vừa có nhiều bác nông dân. Lại đường lối lăng tà nhằng thế này nữa. Suy nghĩ xem nào. Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây nhỉ các bạn nhỉ? Phải làm gì đây? À, ở đây có một đống lửa này. Thế mà từ nãy giờ vẫn chưa ai dập nhỉ. Kia có cái gì sáng sáng này. Cái gì sáng sáng đấy? Cái gì sáng sáng đây? Cái ngọn đuốc. Cầm cái ngọn đuốc này lên để làm cái gì đây? Các bạn nghĩ xem làm cái gì. Ở đây có đống cỏ khô này. Con chó.
trời ơi. Chạy. Không, con chó đấy nó cắn mình một phát là mình chết luôn. Ở đây có đống cỏ khô này. Đống cỏ khô này. Hay mình đốt luôn đống cỏ khô này đi nhỉ? Đốt luôn đi. Ui, ở đây không đốt được. Ui, con chó ơi, sợ thế. Ui, ném xương nó có một cục xương đấy. Để, ui, đấy, xương đấy. Mày ra ăn đi, nhanh lên. Trời ơi, sợ ơi là sợ. Ôi, trời ơi. Mua chuộc nó bằng cục xương thế mà vẫn không ăn thua. Lấy ngọn đuốc. Lần này á, ta quyết tâm báo thù. Ta đốt hết. Cháy đi. Yeah. Ta cũng sẽ trở nên độc ác nhé. Yeah. Các bác nông dân chạy toán loạn. Trời ơi, ai bảo các bác hay nhẫn tâm. Các bác đang nhìn gì ấy? Các bác đang nhìn gì ấy? Cẩn thận, các bác đang nhìn mình ấy. Chạy. Trời ơi, các bác ấy nhìn thấy mình rồi. Mình chạy thôi. Các bạn ơi, chạy thôi. Chuông báo động kêu rồi. Các bạn ơi, chạy thôi. Trời ơi, các bác ấy vẫn đuổi. Bác ơi, cháu xin lỗi bác mà. Sao bác cứ đuổi cháu hoài vậy bác ơi? Bác ơi, là bác ơi. Đâu rồi, bác còn đuổi mình không nè? Bác vẫn đuổi ơi. Trời ơi, bác ấy độc ác thật đấy, trời ơi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Các bác nông dân ấy, đấy, nhìn mặt các bác ấy, nhìn là biết là thế nào rồi đúng không? Dữ hay là hiền là biết ngay mà. Trời ơi, bác ơi là bác ơi. Đốt lên, cháy lên nào Tây Nguyên ơi. Sao lại cháy lên nào Tây Nguyên ơi? Đấy, các bác đã chạy ra rồi. Bây giờ mình sẽ đi giải cứu bạn mình thôi. Chết rồi, chạy lùi lại, chạy. Đấy, bây giờ mình phải chạy nhanh. Chạy thật nhanh. Thật nhanh. Chạy vào, cứu bạn mình. Xem nào, xem trong này có cái gì không. Có cái gì đây? Không biết là cái gì, óng ánh là lấy thôi. Quá ra là một con dao cũng óng ánh được. Đúng rồi. Cứu. Ui, cứu, trời ơi. Khổ thân thế, khổ thân hai người bạn của mình thế. Một là người yêu của mình, là cái người màu hường kia là người yêu nhá. Còn cái người mà màu kia, màu vàng vàng tắc kè hoa kia là thực ra là cái thằng trộm ở bên hành tinh của mình ấy. Wow, mấy con voi này to dã man. Các bác cưỡi lên mấy con voi này để làm gì đây? Để nhảy à? Không. Họ định cho mấy con voi này dẫm lên những người ngoài hành tinh bạn của mình. Nhiệm vụ của mình sẽ làm gì đây để giải cứu các bạn ấy? Chui trong này xem nào. Có bác nông dân nữa đây này. Chạy nhanh vào nhà này xem. Trốn vào nhà này. Ui, có cái quạt óng ánh. Chắc là cái quạt thần. Lấy luôn cái quạt. Xem bên phòng này còn có cái gì óng tiếp không. Ý, ở đây còn có bột ớt này. Các bác đấy để nhiều bột ớt đây làm gì nhỉ? Mình ăn trộm luôn. Cứ óng ánh là mình thích. Hi hi. Bây giờ mình ra nhá. Phải tránh bác nông dân này đi. Mấy con voi này gần đến rồi. Mình sẽ cứu các bạn ấy. Mình sẽ cho quạt bột ớt vào mặt các mấy con voi này luôn. Yeah. Thế là mấy con voi này hắt xì. Rồi, chụp con. Trời ơi, nhiều phân dã man. Chắc là đây là phân voi à? Đây là phân voi nên là mới nhiều như thế này. Sao mà rơi vào phân mà các bác này cũng nhảy giống mình nhỉ? Pháo hoa như đám cưới luôn. Các bạn ơi, vậy là sau khi mình đã cho mấy bác nông dân độc ác rơi vào đúng chỗ phân voi thì các bác đấy đã đành phải chịu và giải thoát cho các bạn người ngoài hành tinh của Hà Sam rồi đấy. Bây giờ ấy, các bạn người ngoài hành tinh của Hà Sam về rồi nhưng mà vẫn hết hồn con trồn luôn.
bây giờ mình sẽ phải đi đưa các bạn đấy đi mua đồ ăn mới được, để cho các bạn đấy bình tâm trở lại các bạn nhá. Và video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.